Chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin rất đặc biệt ngày hôm nay, đó là lời khai nhân chứng an ninh sân bay Nội Bài đã tiếp tay đưa người sang Anh. Và ngày hôm nay, ngày 3 tháng 11 năm 2019, nhân chứng đã đi đường dây đưa người sang Anh và châu Âu đã khai ra đường dây tổ chức vượt biên bất hợp pháp tại Việt Nam có sự tham gia của Công an Việt Nam và cụ thể nhất đó chính là an ninh sân bay Nội Bài tại Hà Nội. Và kính mời các bạn xem bài phóng sự và phỏng vấn sau đây. Vâng, chào bạn, hôm nay cũng gặp bạn ở ngay trên văn phòng của tờ Thời báo.de. Và trong thời gian vừa qua đã diễn ra vụ việc rất nghiêm trọng, đó là 39 nạn nhân được cho rằng đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh đã bị chết cóng trong chiếc container đông lạnh tại Anh. Vậy bạn là một người trong những người cũng đã từng vượt rừng đi từ những miền quê miền Trung sang, thì bạn hãy tả lại cái thực tế, cái hoàn cảnh của mình và cái đường đi nước bước như thế nào để cho mọi người cùng biết. Ở trong nước họ vẫn có quảng cáo, nhất là những cái làng quê ở miền Trung ấy, Nghệ An ấy, họ là quảng cáo xây nhà rồi nhiều tiền rồi để cho người ta đi và người dân vẫn đi. Thì theo ý kiến anh tại sao thế, và chính phủ Việt Nam theo anh những cái đường dây đó có sự tiếp tay của chính phủ hay không? Hoặc có những quan chức chính phủ? Có quan chức chính phủ, vì có giống lúc đầu em ra đi là ra tới sân bay là có vào cổng để sân bay quốc tế, vào cổng để sân bay Nội Bài để đi, nhưng có không nhiều người đã xếp hàng rất là dài, nhưng mà nó không cho vào, và cuối cùng bọn em xếp hàng cuối cùng và giờ bay nó sắp hết rồi, thì cuối cùng nó dẫn bọn em vào, nó đi thẳng vào luôn đó. Sau đó có mấy người đứng xếp hàng, sao lại là bọn này không xếp hàng mà lại cho đi thẳng vào. Và vào trong đấy là có một cái đội kiểm tra của sân bay Nội Bài, của Công an Nội Bài ấy. Nó đi vào và hỏi nó là mày là đội của thằng nào, đội của anh ấy, nó cho thẳng ra sân bay nó đi, mình không phải viết giấy cam kết gì hết. Đấy là vấn đấy. Còn mà nhà cửa thì có nhiều người thì cũng qua đây thì cũng có làm những ăn phi pháp, như qua anh thì là lời hứa hẹn là trồng cây cần sa thì nhiều tiền, thì là về nhà cửa thì xây như thế, thì cứ nghĩ là qua anh là qua nước ngoài là sướng rồi, là cứ xây được một cái nhà như thế, nhưng mà đâu có biết là xây cái nhà nào mình phải trả một cái giá nó rất là lớn. Và vì công việc không có được thì phải chấp nhận tha phương đó, với cái miền đất thừa, rồi là anh em họ hàng như thế đó, cuối cùng là hỏng một cả một cái thế. Thế còn những cái người mà đi họ phải bỏ lại con nhỏ ở nhà thì thế nào? Đây cuối cùng thì phải để ở nhà cho bố mẹ bên nội ở bên ngoài chăm sóc thôi, và họ cứ đi và đi không biết ngày nào họ quay về, cứ thế thôi. Chứ và cứ làm, có nhiều người phải làm rồi cuối cùng là phải là bỏ mạng nơi xứ người, là không về được tới quê hương, chỉ tôi cũng không về được tới quê hương. Chính quyền xã khi mà nhiều người đi như thế thì họ có cái quan tâm gì không, họ cái hỏi han hay gì không? Dạ không, cái lúc đấy thì họ chả cứ thấy gì, thấy nhà cửa xây cao như thế thì người ta cứ nghĩ là mình sung sướng rồi, là bắt đầu là họ để vành vẻ, là bắt đầu là tạo ra những cái cớ để mà vòi tiền, rồi là xin xỏ những cái này cái khác, rồi là đất lên giá, rồi là nó bắt đầu đấu thầu, rồi thì là nó kiếm cớ để lấy tiền. Thế anh có nghĩ rằng là nếu chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam mà có cái thể chế khác đi, tức là dân chủ và tự do như ở Đức và các nước châu Âu, thì những cái người như các anh có đi nữa không? Chưa, không. Không bao giờ để mà nói nếu mà Việt Nam mà một đất nước đáng sống ấy, thì không bao giờ là đến đây. Và cũng chia sẻ một chút là nếu mà cuộc sống ở đây dù có mưu sinh nó vất vả, nhưng con quyền con người và dân chủ nó rất là được tôn trọng. Dù mình là một người tị nạn, một người không hợp pháp, nhưng mà đất nước và chính phủ Đức và nó luôn là tôn trọng mình, nó không đòi hỏi gì ở mình. Chứ không phải ở Việt Nam rồi không có tiền nên là mày phải chịu thôi. Thì lúc đầu thì cũng đi thì bay qua các nước Việt Nam, bay qua Ukraine, xong rồi nó cho tốn qua tới Ukraine, nó cho vào một căn nhà, nó tạm giữ, nó thu hết tất cả điện thoại, thu hết tất cả áo quần, rồi thì sau đó rồi nó đốt đó một tuần, sau đó nó đưa về nó trở về vùng biên giới. Sau đó nó đốt ở đấy đến 10 ngày, nó không cho mình ăn uống gì cả, chỉ cho uống nước thôi. Rồi sau đó mỗi người có một bộ đồ trong đấy, xong rồi là đến ngày nó đi thì nó trở vào biên giới, và mình đi qua rừng, đèo lên núi cao hiểm trở lắm.
cao và có thể mà té trượt thì nó té ngã là chết người. Rồi sau đó là trèo qua rồi trèo rừng qua rồi là băng qua núi rồi là trèo lội suối rồi là xuống rồi là đi cả về các vùng biên giới rồi qua đến Slovakia thì nó nhốt vào trong đấy một đêm, sau đó là một xe 4 chỗ mà nhét 11, 12 người vào trong đấy. Thở không nổi, đến khi nó chảy nhiều quá thì nó phải mở cái cúp lên cho mình thở một chút xong rồi nó lại đóng cúp lại. Đấy là đi cái chặng đường mà nghỉ là nó rất là gian nan và rất là khó khăn. Vâng, nhưng mà từ đầu khi mà anh đăng ký sang bên nước ngoài như vậy thì họ hứa thế nào với anh? Họ hứa là ra đi đó là sang đây thì họ hứa là sẽ có tạo cho một công việc tốt. Rồi là một lương một tháng từng này tiền 50-60 triệu tiền Việt Nam. Họ cho những cái lời hứa rất là tốt và họ bảo đấy là cứ bay ra đó là bay thẳng tới Đức chứ không phải là đi để mà vượt biên hay là đi kiểu mà đổi rừng như thế. Nhưng mà qua tới nơi thì bỡ ngỡ là họ thu hết tất cả mọi thứ, mình không thể liên lạc được với ai, không liên lạc được với nhà. Thì mình phải chấp nhận và cắn. Có nhiều người mà chống đối với thì là nó đánh, nó thôi nó bảo tay lên nó đánh lên, nó đánh ngay lập tức. Nó đánh là mình phải cắn răng chịu đựng đi. Không báo được một ai, không được gì. Một căn nhà có từng đấy mà nhốt đến mấy chục người mà. Thế những cái người mà môi giới cho anh đi ở trong nước thì có lẽ là những người Việt Nam đúng không? Dạ, toàn người Việt Nam. Vâng. Thế còn cái đường dây mà dẫn anh đi từ những cái khi anh xuống Ukraine đúng không? Dạ. Đi những cái nước khác đi thì qua những nước đó thì ai là những người dẫn? Là người Việt Nam hay là những người tại sở tại? Người sở tại. Lúc mà xuống sân bay của Ukraine thì có hai người Việt đón mình. Sau là về đấy, sau đó là toàn lơ mấy là có người nước sở tại, nước Tây, nước của họ liên kết với nhau rồi họ đưa xe nó đón mình đi. Thế như anh miêu tả thì trong quá trình đi, ví dụ những cái đi lội rừng như thế thì đi vào ban ngày hay ban tối? Đi lúc đấy thì bọn em đi từ 8 giờ sáng cho đến mãi đến 6 giờ tối ở trong rừng. Và đi nó không trôi rừng, nó xong trong nghỉ và có biết bao nhiêu là bạn gái không đi nổi. Mà là bọn em phải kéo đi, không kéo đi là nó đánh. Họ đánh là nó vứt lại đấy. Nếu mà có cái chuyện gì là nó vứt, xảy ra cái chuyện gì là nó vứt lại đấy luôn. Là nó chảy nó đi luôn. Thế có nghĩa là theo anh thì có lẽ là trong những chuyến đi như vậy thì có nhiều người đã phải bỏ mạng trong rừng đúng không? Chắc chắn là nhiều. Bỏ người Việt của ta bỏ mạng trong rừng rất là nhiều. Thì rất là khổ. Và những người đấy là rất trẻ phải không? Đa hầu như là rất trẻ. Vâng, đa số là đến từ miền Trung, miền Nghệ An, Quảng Bình. Là chiếm 80%. Thế như vậy là có lẽ là những cái người mà hiện nay những thân nhân gia đình báo mất tích thì nhiều khả năng chưa chắc họ đã đến cho anh, mà có thể họ đã mất tích trong rừng thì dạng này đúng không? Dạ. Tức là bị chết trong rừng. Dạ. Vâng. Thế nếu mà chết thế thì nó có chôn không hay nó có vứt? Nếu mà đa số thì mùa đông này thì nó sẽ chôn và nó dập lại, nó đào lên nó dập lại và nó trốn. Nó nếu mà bị quá khi mà bị phát hiện một cái là nó vứt mình ở trong rừng. Là mình mà may mắn mà bị công an được sở tại họ phát hiện thì họ cứu. Không thôi là mình không biết đường để lần ra. Vì những người mà họ dẫn đường đi họ cảm thấy mà bị công an theo dõi cái là họ chạy đi. Họ không đón người nữa. Họ không dẫn người đi nữa. Và họ vứt mình như thế mà mình may mắn mà được công an ở các nước đấy mà cứu mình ra thì mình được sống sót. Không thôi là mình phải bỏ mạng vào trong đấy. Thế những cái lúc mà các bạn bị, tức là những người nạn nhân bị nhốt trong những nhà đấy như anh nói là rất nhiều người phải không? Dạ, rất là nhiều người. Vài chục người hay bao nhiêu người? Ít nhất là lần đầu tiên mà em qua đấy là một căn nhà có cỡ tầm 30 mét vuông thôi mà gần 40 người, cả nam cả nữ. Đó, họ nhốt và họ không cho, họ chỉ cho mình uống nước thôi và ăn uống thì mình phải bỏ tiền ra. Mình đưa tiền cho người ta thì người ta mua, cho không thì là phải chịu. Và cái đấy là em nhớ là 10 đô là được, đúng 10 đô la Mỹ là được có 10 gói mì tôm thôi. Và nó ăn tất cả mọi thứ và nó nói chung những ai mà đi đâu đấy là không có quyền phản kháng. Nếu có quyền phản kháng là nó xuống nó bảo mấy thằng Tây nó lên nó đánh ngay lập tức, nó đánh tè lưa luôn, không còn một cái gì để mà phản kháng được. Là nguy hiểm. Tức là những cái ngôi nhà nằm trong khu rừng hay nằm trong cả khu rừng, biệt lập trong khu rừng. Biệt lập một khu rừng và không biết một cái gì, ta chỉ có ngồi trong xe đấy mà nó chở đến đấy thôi. Không biết một cái gì, cứ đến là nó đi rồi nó cứ chở mình đến đó rồi và cho mình thỉnh thoảng cho mình được uống đó. Vâng, cảm ơn anh vì đã chia sẻ lần này. Chắc chắn rằng là bạn đọc sau khi chia sẻ này nhận được thì các bạn cũng hãy comment tức là hãy đưa lại để lại những bình luận
vào đây và những cái câu hỏi tiếp theo để chúng tôi cũng có thể tiếp tục giải trình cho các bạn, để các bạn biết cái sự thật của những con đường đi rất nguy hiểm và mất nhiều tiền, và cuối cùng là đến nơi được không phải miền đất hứa, đúng không ạ? Như mọi người đã nói, mà hiện nay như anh cũng còn không có giấy tờ và bất cứ lúc nào cũng phải đối diện với việc công an sẽ bắt và trục xuất về nước, đúng không? Và trong thông báo ngày hôm nay, ngày 3 tháng 11 năm 2019, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ Công an với người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm điều tra đường dây này. Nhưng mà giờ đây, qua những lời khai của nhân chứng mà chúng tôi đã chia sẻ với các bạn, thì chính những cán bộ công an Việt Nam đã tiếp tay tổ chức vượt biên bất hợp pháp, gây ra cái chết cho nhiều thanh niên, thiếu nữ trên hành trình đầy nguy hiểm và tủi nhục này. Tất nhiên, những thông tin đó cũng đã được phía Đức và cảnh sát châu Âu và cảnh sát Anh biết được. Và để chứng minh việc ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là một thủ tướng bù nhìn, ông cần đưa ra hành động thực tế nhằm truy tố đường dây đưa người bất hợp pháp đang nằm ngay trong cơ quan chính phủ, đó chính là Bộ Công an Việt Nam. Trên 90 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế đang chờ đợi điều đó. Và có như vậy thì oan hồn của 39 thanh thiếu niên Việt Nam vừa chết tại Anh mới có thể siêu thoát. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất để cung cấp tới các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới.